chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chân mình bây giờ đang lấy chiếc điện thoại Redmi K30i 5G và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Cái chiếc K30i 5G này thì nó có một số những điểm nó hơn so với cả K30 5G, nhưng có những điểm mà nó cũng chưa bằng so với cả K30 5G. Vậy thì những điểm đó là gì? Trong video mở hộp ngày hôm nay mình sẽ nói chi tiết cho các bạn. Đầu tiên ý, là cái phiên bản K30i 5G sẽ có RAM ROM tối thiểu là 6128, nghĩa là ít nhất bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã hơn so với cả K30 5G rồi. Như vậy là cái mức giá cho cái K30i 5G là khoảng 5.400.000 bao nhiêu ấy tại Clickbuy. Giá như nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Nghĩa là nó đắt hơn khoảng mấy trăm nghìn so với cả K30 5G, nhưng hãy chú ý rằng các bạn sẽ được phiên bản bộ nhớ trong 128 chứ không phải là 64. Thì nếu mà so sánh giá thì chúng ta phải so sánh giá với cả cái phiên bản 128 của K30 5G thì nó mới chính xác được. Được chưa? Và nếu các bạn để ý thì cái màu sắc ở trên K30i nó đẹp hơn là so với cả K30 5G. Bởi vì các bạn nhìn này, cái mặt lưng của K30i nó là mặt lưng nhám nhá. Nó sẽ rất ít để lại mồ hôi và dấu vân tay. Đấy, và cũng vẫn là mặt lưng kính thôi. Lát nữa thôi thì mình sẽ nói về cái sản phẩm này sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem ở bên trong hộp phụ kiện nó sẽ có những gì nhá. Phía sau này thì vẫn có con rồng khạc lửa này, dòng chữ Redmi K30i 5G đây. Đó, rồi. Bây giờ ở bên trong này chúng ta sẽ có cái gì đây? Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ. Đó, ở bên trong hộp nhỏ này chúng ta sẽ có quay chọc SIM này. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một cái ốp lưng dẻo nữa. Đây. Đấy. Cái ốp lưng dẻo này mình rất là thích luôn này. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chắc chắn phải là chuẩn USB Type-C rồi, chắc chắn rồi. Đó, và chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Củ sạc này để mình xem dòng da nào. Dòng da tối đa sẽ là 10V 3A, nghĩa là 30W. Đấy, củ sạc này thì mình thấy là cũng đã là rất nhanh rồi. Đó, ok, mình sẽ bỏ phụ kiện qua hết một bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc điện thoại này. Quay trở lại với K30i 5G thì đầu tiên khi mình cầm cái dòng này trên tay đó là nó giống hệt so với cả K30 5G về cái form thiết kế nhé. Có chăng là cái cách phối màu mặt lưng này cũng như là cái mặt lưng nhám nó sẽ khác một tí. Và cái mặt lưng nhám này mình thích nhất là cái chỗ là nhìn nó sang lắm và nhìn nó ít để lại mồ hôi và dấu vân tay hơn. Và thêm nữa đó là cái phần bóng này này, các bạn nhìn này, bao quanh cái cụm camera này thì chúng ta hoàn toàn có thể giả lập làm một cái camera selfie đối với cả camera sau được. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có thể soi gương được vào cái phần này để biết xem là cái vị trí nếu chúng ta chụp ảnh selfie với camera sau thì nó sẽ như thế nào, cũng rất là hay. Và chúng ta sẽ có dòng chữ 5G và đèn flash kép ở đây. Và tiện thể nói về mặt lưng rồi thì mình sẽ nói tiếp về cái điểm khác biệt giữa K30i và K30 5G, đó chính là ở phần cụm camera. Khi mà K30i sẽ có cụm camera về thông số là cắt giảm so với cả K30 5G. Đầu tiên ý, là camera chính của nó sẽ chỉ còn là 48 megapixel thay vì 64 megapixel. Camera góc rộng thì vẫn giữ nguyên, đều là 8 chấm. Đấy, nhưng mà cái camera macro thì sẽ chỉ còn là 2 chấm thay vì 5 chấm. Còn camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông thì đều là 2 chấm cả. Như vậy là cái sản phẩm này về mặt thông số thôi nhé, chứ mình chưa thử về test chụp đâu. Về mặt thông số về cơ bản là camera chính và cái camera macro là có cắt giảm về độ phân giải so với cả K30 5G. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là nếu mà chụp hình ra thì chúng ta cũng rất khó có thể phân biệt được. Đấy, thực sự là như vậy. Đấy, ở phía dưới này thì cái dòng chữ Redmi này nó làm theo cái kiểu là in ở bên trong hay sao ấy, sờ vào thì không, nó không bị gợn. Đấy, và cái phần này kiểu, nếu các bạn nhìn kỹ là nó đổ bóng ở bên trong này luôn, nhìn rất là đẹp. Rồi, chúng ta cũng sẽ có các cái phần cạnh là giống hệt so với cả K30 5G nhá. Chúng ta cũng sẽ có phím nguồn kiêm luôn cảm biến vân tay một chạm này, phím tăng giảm lượng ở đây này. Phía dưới này cổng Type-C, loa ngoài mic thoại, rồi là rắc tai nghe các thứ. Đấy, phía trên này thì vẫn có cổng hồng ngoại và mic phụ nữa. Đấy, nói chung là cái form là giống hệt rồi, không điểm gì khác biệt rồi. Màn hình thì cũng là màn hình đục lỗ viên thuốc nhá các bạn nhá, không có điểm gì là khác biệt cả. Đấy, chúng ta sẽ có một cái camera selfie ở đây sẽ có độ phân giải là 20 megapixel và một cái camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 20 megapixel nữa. Hơi tiếc, mình chỉ mong muốn là nếu mà có hai cái camera như này thì một cái góc rộng, một cái góc thường thì là hợp lý hơn là cái xóa phông. Xóa phông chúng ta có thể giả lập được không ạ? Đúng là phía trên này chúng ta sẽ có một giải loa thoại nữa. Các bạn có thể nhìn thấy là viền trên, viền hai bên làm khá mỏng, viền dưới làm mức độ ổn, không phải là quá mỏng, như thế này là ổn rồi. Và màn hình của K30i thì giống hệt so với cả K30 5G. Là chúng ta cũng sẽ đều có màn hình kích thước là 6,67 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng 2400 nhân với 1080 pixel, tỷ lệ màn hình sẽ là 20:9, kính cường lực thì là kính cường lực 5 cả trước lẫn sau, tấm nền thì là IPS và màn hình này thì có tần số quét rất là cao, đó là 120Hz. Đó, chúng ta sẽ vào cái phần display này, chúng ta sẽ lựa chọn và chúng ta sẽ chỉ tùy chọn được là một là 120Hz và hai là 60Hz thôi, chứ chúng ta sẽ không tùy chọn được là 90Hz đâu nhé các bạn nhé. Cấu hình thì là giống hệt,
không có điểm gì khác biệt cả. Đấy, điểm cho AnZu cho ra thì như thế này, các bạn nhìn thấy luôn, 326.000 điểm tổng này, CPU giờ khoảng 102.000 và GPU giờ khoảng 93.000. Với cái cấu hình như thế này thì ở trong tầm giá mình thấy là rất ổn rồi, cũng không có điểm gì để mà phàn nàn cả. Còn tất nhiên rồi, đối với một sản phẩm nó rất là mới như thế này thì nó cũng sẽ chạy những cái phiên bản phần mềm mới nhất rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy luôn là MIUI 12 luôn nhá. Đấy, bộ nhớ trong còn trống rất là nhiều, bây giờ mới sử dụng có hơn 20GB thôi. Đấy, RAM là 6 này. Đấy, Android thì là Android 10 rồi. Đấy, và chắc chắn là khi nào mà có Android 11 thì dòng này nó cũng sẽ được lên Android 11 thôi. Đối với cả một sản phẩm hàng sách tay như là K30i 5G thì nó chưa có tiếng Việt. Đấy, tuy nhiên là trong thời gian sắp tới thì nó cũng sẽ có tiếng Việt sớm thôi. Mình nghĩ là cũng không phải quá lâu đâu. Đấy, rồi, nhưng mà CF Play các thứ thì chúng ta cài rất là dễ dàng nha các bạn nhé. Ở đây mình cài CF Play này, cài AnZu các kiểu đều thoải mái nhé. Đây, còn đây là giao diện camera của cái chiếc điện thoại này. Đó, chúng ta sẽ có các chế độ ví dụ như là 1X này. Đấy, 2X này. Chúng ta cũng sẽ có góc siêu rộng ở đây này. Đó, chế độ chụp ảnh xóa phông, giả lập khẩu độ ở đây. Đấy, rồi chúng ta sẽ có cả camera trước nữa đây. Để mình xem nào. Camera trước chắc mình phải lau đi bởi vì nó dính vân tay. Ok, camera trước này mình thấy hơi nhạt. Đấy, nhưng mà trông cũng được. Đấy, đây là chế độ chụp ảnh bình thường đây. Đấy, camera trước này mình cảm thấy nó hơi nhạt. Đấy là cảm giác thôi, chứ còn phải có con K30 5G ở đây thì mình mới có thể so sánh nó được. Chúng ta cũng có thể chỉnh các bộ lọc màu ở đây được nhé. Rồi, về cơ bản là như vậy thôi. Nói chung là K30i 5G là cái chiếc điện thoại mà nó có một số những sự thay đổi so với cả K30 5G. Thứ nhất là về thiết kế là mình thấy là đẹp hơn về cách phối màu và mặt lưng của nó là mặt lưng nhám. Thứ hai nữa là cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó là 128GB, chúng ta sẽ thoải mái hơn trong quá trình chúng ta lưu trữ. Thứ ba nữa đó là camera của nó bị cắt giảm đi một tí. Nghĩa là sản phẩm này gần như chỉ bị cắt giảm với mỗi camera thôi. Chứ còn theo các bạn thì với việc là bộ nhớ trong được cao hơn này và một cái thiết kế mình đánh giá là đẹp hơn thì các bạn có bỏ tiền ra để mua K30i 5G hay không? Hay các bạn sẽ vẫn mua K30i 5G? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tất cả những thông tin về cái chuyện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của ClickBuy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.